Anh chỉ có một điều là muốn áo mua ở đâu đẹp quá vậy. À, cảm ơn bạn Ngọc Ngà, cái giọng ca của bạn thì rất là ngọt và đôi lúc thì tôi cảm nhận hình như là nó hơi bị với bạn. Bạn với chưa tới lắm. Bạn muốn mang góc mà cao gút không 7 phân thì chắc ok hơn. Dẫu sao thì tiết mục của bạn rất là xuất sắc và tôi nghĩ là bạn đã thành công với tiết mục vừa rồi. Hy vọng gặp lại bạn trong đêm chung kết.